chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. CEO Telegram Pavel Durov bị bắt tại Pháp. Ông Pavel Durov, nhà sáng lập và giám đốc điều hành ứng dụng nhắn tin Telegram, bị bắt giữ tại sân bay Bourget ở ngoại ô Paris vào tối 24 tháng 8, theo tin từ kênh truyền hình Pháp TF1 và BFM TV. Theo các nguồn tin của TF1, ông Durov, 39 tuổi, bị bắt lúc 20 giờ ngày 24 tháng 8 giờ địa phương khi vừa bước xuống máy bay phản lực riêng trên đường băng tại sân bay Le Bourget, thủ đô Paris. Vào thời điểm bị bắt, ông mới trở về từ Azerbaijan. Ông Durov đi cùng một người phụ nữ và vệ sĩ của mình. Ermin, một bộ phận của Cục Cảnh sát Tư pháp Quốc gia Pháp, đã ra lệnh bắt giữ ông Durov, một công dân mang hai quốc tịch Pháp-Nga, do thiếu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Cùng với đó, ông Durov bị nghi ngờ đồng lõa trong hoạt động buôn bán ma túy, tội phạm ấu dâm và gian lận, theo TF1. Cả TF1 và BFM đều cho biết cuộc điều tra tập trung vào vấn đề thiếu hụt người kiểm duyệt trên Telegram, tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm diễn ra mà không bị ngăn chặn trên ứng dụng nhắn tin này. TF1 đưa tin, ông Durov sẽ phải trình diện tại tòa vào tối 24 tháng 8 trước khi có thể bị truy tố vào ngày hôm sau. Các tội danh bị cáo buộc bao gồm khủng bố, cung cấp ma túy, gian lận, rửa tiền, nhận hàng ăn cắp và các tội danh khác. TF1 tuyên bố doanh nhân này có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Hiện tại, Telegram chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ hãng tin Reuters. Bộ Nội vụ Pháp và Cảnh sát cũng không đưa ra bình luận nào. Đại sứ quán Nga tại Pháp nói với hãng thông tấn TASS rằng họ không được nhóm của ông Durov liên hệ sau khi có thông tin về vụ bắt giữ. Thế nhưng, Đại sứ quán Nga tại Pháp đang thực hiện ngay lập tức các bước để làm rõ tình hình. Đại diện của Nga tại Tổ chức Quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov và một số chính trị gia Nga khác cũng nhanh chóng chỉ trích hành động của Pháp. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vladislav Davankov yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà sáng lập Telegram Pavel Durov. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia nói thêm rằng, trong trường hợp Paris từ chối thả ông Durov, cần phải tiến hành mọi cách để đưa ông này đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE hoặc Nga, tất nhiên là nếu ông ấy đồng ý. Telegram có trụ sở tại Dubai, được thành lập bởi ông Durov, người gốc Nga. Ông rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu đóng cửa các cộng đồng đối lập trên nền tảng mạng xã hội VK. Forbes ước tính ông Durov có khối tài sản trị giá 15,5 tỷ USD. Telegram hiện có 900 triệu người dùng hoạt động. Ông Durov từng nói rằng một số chính phủ đã cố gắng gây áp lực lên ông, nhưng ứng dụng Telegram nên duy trì như là một nền tảng trung lập và không phải là một thế lực trong địa chính trị. Singapore cảnh báo về lừa đảo qua Telegram. Cảnh sát Singapore ngày 22 tháng 8 cho biết số nạn nhân của các vụ lừa đảo thông qua ứng dụng tin nhắn Telegram đã tăng khoảng 137,5% trong nửa đầu năm nay. Trong khi đó, lừa đảo đầu tư là phổ biến nhất, chiếm 38,6% tổng số các vụ việc, còn lại chủ yếu là lừa đảo thương mại điện tử và việc làm. Theo đài Channel New Asia, lực lượng cảnh sát Singapore SPF cũng nhấn mạnh ba ứng dụng thuộc tập đoàn công nghệ Meta Mỹ gồm Facebook, WhatsApp và Instagram là đặc biệt đáng lo ngại. SPF cho biết, các ứng dụng này luôn chiếm phần lớn trong số những nền tảng mạng xã hội bị kẻ lừa đảo lợi dụng để liên hệ với nạn nhân rồi ra tay. Nhìn chung, số vụ lừa đảo ở Singapore từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024 đã tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng có 26.587 vụ việc được ghi nhận, với số tiền thiệt hại ít nhất là 385,6 triệu đô la Singapore, khoảng 7.356 tỷ đồng, tăng 24,6%. Phần lớn nạn nhân là người từ 50 tuổi trở xuống, chiếm khoảng 74,2%. Dù vậy, số tiền trung bình bị lừa của một nạn nhân cao tuổi là cao nhất so với các nhóm tuổi khác. Khoảng 86% vụ lừa đảo chủ yếu liên quan việc nạn nhân tự mình thực hiện giao dịch chuyển tiền, thường do bị lừa gạt hoặc bị thuyết phục bởi kẻ lừa đảo. Vì thế, bà Sun Xue Ling, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Phát triển Xã hội, Gia đình Singapore cho rằng cần tăng cường nỗ lực giáo dục giúp công chúng không bị thao túng để chuyển tiền vào các tài khoản lừa đảo. Bên cạnh đó, SPF thông báo sẽ hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử để xóa những tài khoản và quảng cáo trực tuyến liên quan đến lừa đảo. Họ cũng hợp tác với các công ty viễn thông địa phương để chấm dứt các số điện thoại liên quan đến lừa đảo. Cảnh sát Singapore cũng hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài như Cảnh sát Hoàng gia Malaysia và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol để chia sẻ thông tin, tiến hành điều tra và chiến dịch chung chống lại tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.
Trong nửa đầu năm 2024, nỗ lực chung này đã giúp bắt giữ hơn 100 người nước ngoài liên quan đến hơn 320 vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Dùng trí tuệ nhân tạo dự báo tội phạm. Các lực lượng an ninh của Argentina hồi đầu tháng 8 đã thông báo kế hoạch sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để dự báo hành vi phạm tội. Kế hoạch này được công bố sau khi Tổng thống Javier Milei trong tuần qua thành lập đơn vị an ninh ứng dụng AI với nhiệm vụ ngăn ngừa, phát hiện, điều tra và truy tố tội ác. Theo kế hoạch trên, các thuật toán học máy sẽ được ứng dụng để phân tích dữ liệu hồ sơ phạm tội, từ đó dự báo về các tội ác có thể xảy ra và hỗ trợ ngăn ngừa. Các phần mềm nhận biết khuôn mặt cũng có thể được sử dụng để nhận dạng những người bị truy nã, kiểm tra mạng xã hội và phân tích cảnh quay thời gian thực của camera an ninh nhằm phát hiện các hành động đáng nghi. Sau khi lên nắm quyền vào cuối năm ngoái, Tổng thống Milei đã cam kết phản ứng mạnh tay để trấn áp tội phạm. Trang The Guardian dẫn tuyên bố của Bộ An ninh Argentina khẳng định đơn vị mới sẽ hỗ trợ phát hiện những mối đe dọa tiềm tàng, nhận biết hoạt động của các băng đảng tội phạm hoặc các nguồn gây bất ổn. Theo Bộ An ninh Argentina, Mỹ, Trung Quốc, Israel và một số nước khác đã đi tiên phong ứng dụng AI trong các chiến dịch an ninh. Nguồn tin của Bộ An ninh Argentina tiết lộ đơn vị mới sẽ hoạt động trong khuôn khổ pháp lý hiện tại, bao gồm luật bảo vệ thông tin cá nhân. Đơn vị mới sẽ tập trung ứng dụng AI, các phân tích dữ liệu và học máy để tìm ra mô hình và xu hướng phạm tội dựa trên kho cơ sở dữ liệu của Bộ An ninh Argentina. Dù vậy, nhiều tổ chức nhân quyền và chuyên gia tại Argentina bày tỏ lo ngại việc giám sát quy mô lớn sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt. Họ cũng e ngại một số nhóm nhất định trong xã hội sẽ bị giám sát quá mức bằng công nghệ nêu trên, đồng thời thắc mắc những ai hoặc bao nhiêu lực lượng an ninh được tiếp cận thông tin nhạy cảm. Tỉnh táo văn minh khi dùng mạng xã hội. Luật pháp không cấm người dân bày tỏ quan điểm về một vấn đề xã hội trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc bày tỏ quan điểm cần phải có chuẩn mực, phù hợp với đạo đức, văn hóa và pháp luật. Mạng xã hội từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Nó mang đến cho chúng ta vô số lợi ích như kết nối bạn bè, chia sẻ thông tin, giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là khi nó được sử dụng một cách thiếu tỉnh táo và thiếu văn minh. Thời gian qua, mạng xã hội liên tục dậy sóng với những câu chuyện khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ. Từ vụ việc vị tu sĩ đi khất thực, bị một số người quay phim, chụp ảnh, bình luận thiếu tôn trọng, vụ việc một số nhà sư có phát ngôn gây khó chịu, cho đến những người nổi tiếng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, thiếu trách nhiệm. Điển hình là câu chuyện một diễn viên, người mẫu có những phát ngôn liên quan một vị khất thực khiến nhiều người lên án, tẩy chay. Thậm chí họ còn sử dụng hình ảnh của diễn viên này ghép với một vị sư khác như cô dâu chú rể, công kích gia đình cô. Sự việc khiến em gái nữ diễn viên này phải lên mạng trình bày hoàn cảnh, mong cộng đồng mạng đừng tẩy chay những cơ sở kinh doanh của gia đình vì họ không liên quan gì đến những phát ngôn ấy. Luật pháp không cấm người dân bày tỏ quan điểm về một vấn đề xã hội, một hiện tượng, một người có hành vi sai trái nào đó. Tuy nhiên, việc bày tỏ quan điểm cần phải có chuẩn mực, phù hợp với đạo đức, văn hóa và pháp luật. Đã từng có nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính vì đăng tải hình ảnh hay phát ngôn sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của người khác trên mạng xã hội. Điều này cho thấy việc sử dụng mạng xã hội một cách thiếu tỉnh táo và thiếu văn minh có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, khi tham gia không gian mạng, mỗi người cần phải tỉnh táo, tuân theo quy định của pháp luật. Đừng vì tức giận, bức xúc trước hành vi của ai đó mà có lời nói, hành động vi phạm pháp luật. Mạng xã hội là ảo, nhưng mức xử phạt là thật. Cần sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, tích cực, xây dựng nội dung lành mạnh để tạo dựng môi trường mạng lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau, đề cao giá trị văn hóa, đạo đức, chứ không phải là nơi gieo rắc những thông tin tiêu cực, độc hại. Nếu từng cá nhân sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, thì môi trường này thực sự là nơi kết nối, chia sẻ những điều tốt đẹp, lan tỏa những điều tích cực để cuộc sống của chúng ta an yên, hạnh phúc hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.